Ý nghiệp có ba pháp lành: 1. Không tham, biết đủ thì an vui; 2. Không sân, hòa một tương xứ; 3. Tà kiến, tức là ngu si, nếu chẳng ngu si thì trí huệ sẽ hiện tiền. Bồ Tát thọ trì đầy đủ 10 nghiệp lành này. Khi Bồ Tát thọ trì giới không hủy phạm, ngài quán đường như vậy: tất cả chúng sinh tại sao phải hủy phạm giới thanh tịnh? Vì chúng sinh có tà tri tà kiến, cho nên cứ làm việc điên đảo. Chỉ có Phật mới biết nhân duyên gì mà chúng sinh điên đảo, hủy phạm giới luật thanh tịnh. Tôi phải thành tựu vô thượng bồ đề, rộng vì chúng sinh diễn nói pháp chân thật, khiến cho tất cả chúng sinh đều khỏi điên đảo. Đó là giới tạng thứ hai của Đại Bồ Tát. Đạo lý vừa nói ở trên là pháp môn giới tạng thứ hai của Đại Bồ Tát tu hành. Phật tử, những gì là tạm tạng của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, gì gọi là tạm tạng của Đại Bồ Tát tu hành? Bồ Tát này nghĩ nhớ các điều ác đã làm trong quá khứ mà sinh tâm hổ thẹn. Vị Bồ Tát này tu tạm tạng, ngài hồi tưởng nghĩ nhớ lại đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đã làm đủ thứ các việc ác mà sinh tâm hổ thẹn, sửa lỗi làm mới. Bồ Tát đó tâm tự nghĩ rằng: tôi từ đời vô thủy đến nay với các chúng sinh đều cùng nhau làm cha mẹ, anh em, chị em, nam nữ, đủ tham sân si, kiêu mạn, xiểm lịnh, dối trá và tất cả các phiền não khác, nên não hại với nhau, lăng đoạt lẫn nhau, gian dâm giết hại lẫn nhau, chẳng có việc gì, việc ác nào mà không làm. Bồ Tát tu tạm tạng, ngài trong tâm quán tưởng như vậy: tôi từ vô thủy kiếp cho đến nay với tất cả chúng sinh cùng nhau làm lục thân quyến thuộc, đời này tôi làm cha mẹ, đời sau lại làm con cái, thay đổi lẫn nhau, đời này làm anh em, đời trước làm chị em, cho đến nam nữ, vợ chồng, luân chuyển tuần hoàn giống như diễn kịch. Tại một đời này, lúc diễn vai khác, đầy đủ tâm tham, tâm sân, tâm si, lại có tâm kiêu ngạo, tự mãn, lại có tâm xiểm hịnh, dối trá, vì có tất cả phiền não, cho nên não hại lẫn nhau. Bạn làm tôi phiền não, tôi làm bạn phiền não. Bạn làm thương hại tôi làm thương hại bạn. Bạn chướng ngại tôi chướng ngại bạn. Bạn quấy nhiễu tôi quấy nhiễu bạn. Làm việc lẫn nhau, báo thù lẫn nhau. Làm việc gian dâm, làm việc giết hại, chẳng có việc ác gì mà không làm. Do đó mà đời đời kiếp kiếp trở thành tội nhân, đại tội ác. Tất cả chúng sinh cũng đều như vậy. Vì các phiền não mà tạo ra các tội ác, cho nên người người chẳng cung kính nhau, chẳng tôn trọng nhau, chẳng tùy thuận nhau, chẳng khiêm nhường nhau, chẳng chỉ dạy nhau, chẳng hội tiếc nhau, lại giết hại nhau, oán thù lẫn nhau. Bồ Tát lại nghĩ, chẳng những tôi là tình hình như vậy, hết thảy tất cả chúng sinh cũng đều tình hình như vậy. Vì vô minh mà điên đảo, cho nên tạo ra đủ thứ hiểm ác. Vì nhân duyên đó, cho nên người người chẳng cung kính lẫn nhau, chẳng tôn trọng nhau, chẳng tùy thuận nhau, chẳng khiêm nhường nhau, chẳng chỉ dẫn nhau, chẳng ái tiếc nhau, chẳng có tâm từ bi, chẳng có tâm thương xót, chỉ có tâm ích kỷ lợi mình, chỉ có tâm tham danh tham lợi, bạn tranh tôi đoạt, tạo thành thảm kịch, tàn sát lẫn nhau, oán thù lẫn nhau. Tình hình này thật khiến cho người không lạnh mà run. Lúc này mặt người mà lòng dạ thú, chẳng có tư hảo lương tri hoặc cảm tình tồn tại. Tự nghĩ tôi và các chúng sinh quá khứ vị lai hiện tại thực hành pháp không hổ thẹn, ba đời chư Phật đều thấy biết. Nếu nay không đoạn trừ hạnh không hổ thẹn thì chư Phật ba đời cũng sẽ thấy tôi. Sao tôi vẫn thực hành không dứt? Không thể được. Bồ Tát nói, tôi tự nghĩ thân thể tôi và tất cả chúng sinh trong quá khứ vị lai hiện tại trong ba đời thực hành pháp không hổ thẹn, chuyên làm nghiệp ác tạo tội. Hành vi không hổ thẹn của tôi và chúng sinh ba đời chư Phật đều biết mà nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu hiện tại hành vi không hổ thẹn chẳng dứt thì ba đời chư Phật cũng biết nhìn thấy được. Tôi phải làm sao vẫn hành pháp không hổ thẹn chẳng ngừng chăng? Đây tuyệt đối không thể được. Tôi phải đoạn trừ hành vi không hổ thẹn mà tu pháp hổ thẹn. Do đó tôi phải chuyên tâm đoạn trừ để chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, rộng vì chúng sinh nói pháp chân thật. Vì nhân duyên đó cho nên tôi phải chuyên tâm để dứt trừ hành vi không hổ thẹn. Tôi phải chứng được quả Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, rộng vì chúng sinh diễn nói Phật pháp chân thật, khiến cho chúng sinh nghe pháp khai ngộ, y pháp phụng hành. Đó gọi là tạng tạng thứ ba
của Đại Bồ Tát. Đạo lý vừa nói ở trên là pháp môn tạm tạng thứ ba của Đại Bồ Tát tu hành. Thứ tư, quý tạng. Phật tử, những gì là quý tạng của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Gì gọi là quý tạng của Đại Bồ Tát tu hành? Bồ Tát này tự thẹn, từ thủ xưa đến nay ở trong năm dục có đủ thứ sự tham cầu, không biết nhảm đủ, do đó mà tăng trưởng tham sân si tất cả phiền não. Nay tôi không nên làm việc này nữa. Vị Bồ Tát này tu quý tạng, tự sinh tâm thẹn ăn năn, nghĩa là cảm thấy mình làm những việc có lỗi với người, trong tâm có sự hổ thẹn, thẹn nguyện từ nay về sau không tái phạm nữa. Trong luận du giả có nói: trong sinh tâm xấu hổ là tàm, ngoài sinh tâm xấu hổ là quý. Chánh niệm quân tử một đời làm việc, ngửa mặt lên không thẹn với trời, cúi xuống không tủi với đất, quang minh lỗi lạc. Vị Bồ Tát này tự thẹn, từ thuở xưa vô lượng kiếp đến nay ở trong năm dục có đủ thứ sự tham cầu, tham trước sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần. Cảnh giới năm trần này hay khiến cho con người điên đảo mà mê hoặc, hoặc tham luyến tài sắc, danh, ăn ngủ. Năm dục này là địa ngục năm căn, người tu đạo phải cẩn thận, đừng bị cảnh giới năm trần làm lay chuyển, mà phải dùng ý chí tìm càng định được kiên cố để chuyển cảnh giới, tức cũng là như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt. Nếu chẳng lay động thì sẽ chuyển được cảnh giới. Vị Bồ Tát này tự thẹn đối với năm dục có đủ thứ sự tham cầu, chẳng có lúc nào nhàm chán hoặc biết đủ. Vì tham mà không chán, cho nên tăng trưởng tham, sân si, mạn nghi, tất cả phiền não. Vị Bồ Tát này nói: hiện tại tôi không nên tham vui năm dục nữa, phải mau tu pháp môn thanh tịnh. Bồ Tát lại nghĩ như vậy: chúng sinh chẳng có trí huệ, khỏi các phiền não, làm đủ các pháp ác, chẳng cung kính nhau, chẳng tôn trọng nhau, cho đến truyền chuyển oán thù lẫn nhau. Các việc ác như vậy, chẳng có việc gì mà không làm. Tạo rồi hoan hỉ, tìm cầu sự khen ngợi, đuôi mù, không có mắt trí huệ, chẳng thấy biết gì. Bồ Tát lại quán tưởng như vậy: hết thảy tất cả chúng sinh vì chẳng có mắt trí huệ nên sinh ra tất cả phiền não, mới làm tất cả pháp ác, cho nên ai ai cũng chẳng cung kính nhau, chẳng tôn trọng nhau, cho đến truyền chuyển oán thù lẫn nhau. Những việc ác như vậy đều làm hết, làm rồi lại sinh tâm vui mừng, truy cầu việc ác mà tự khen ngợi, cho rằng là hài lòng. Giống như người mù chẳng có mắt trí huệ, chẳng biết chẳng thấy, tự làm việc quấy mà còn cho rằng là đúng. Ở trong bụng mẹ, nhập thai thọ sinh, thành thân như bẩn, cho đến lúc tóc bạc mặt nhăn, người có trí huệ quan sát, đây chỉ là từ dâm dục mà sinh ra, chẳng phải là pháp thanh tịnh. Ba đời chư Phật, thầy đều thấy biết. Nếu nay tôi vẫn làm việc đó, tức là khi dối chư Phật ba đời, cho nên tôi phải tu hành hổ thẹn, sớm thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, rộng vì chúng sinh, nói pháp chân thật. Còn người ở trong bụng mẹ, nhập thai thọ sinh, do tình trà huyết mẹ thành thân dơ bẩn, sinh ra rồi từ nhỏ lớn lên, rồi trưởng thành, sau đó già nua, đầu tóc bạc phơ, mặt mày nhăn nhó, đi đứng chẳng linh động. Người có trí huệ quan sát sự biến hóa này, thân thể là do từ dâm dục mà sinh ra, chẳng phải là pháp thanh tịnh. Ba đời chư Phật đều biết đều thấy. Giả sử hiện tại tôi không sửa đổi, vẫn tham chấp năm dục như trước, tăng trưởng ba độc, đó là khi dối ba đời chư Phật. Vì nhân duyên này cho nên tôi phải tu hành pháp quý tạng, sớm thành tựu quả Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, rộng vì tất cả chúng sinh diễn nói Phật pháp chân thật. Đó là quý tạng thứ tư của Đại Bồ Tát. Đạo lý vừa nói ở trên là pháp môn quý tạng thứ tư của Đại Bồ Tát tu hành. Thứ năm, văn tạng. Phật tử, những gì là văn tạng của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Gì là văn tạng của Đại Bồ Tát tu hành? Bồ Tát này biết, việc này có nên việc này có, việc này không nên việc này không, việc này khởi nên việc này khởi, việc này diệt nên việc này diệt, là pháp thế gian, là pháp xuất thế gian, là pháp hữu vi, là pháp vô vi, là pháp hữu ký, là pháp vô ký. Vị Bồ Tát này tu văn tạng, ngài biết 10 thứ pháp này là từ nghe nhiều mà đắc được. Do đó, bác học đa văn mới có trí huệ, nếu cô lậu quả văn, tức là ngu si. Những gì là 10 pháp? Đó là: 1. Vì việc này có, cho nên việc này có. 2.
vì việc này không cho nên việc này không. 3. Vì việc này duyên khởi cho nên việc này duyên khởi. 4. Vì việc này tịch diệt cho nên việc này tịch diệt. 5. Pháp này là pháp thế gian. 6. Pháp kia là pháp xuất thế gian. 7. Hoặc là pháp hữu vi. 8. Hoặc là pháp vô vi. 9. Hoặc là pháp có số ký. 10. Hoặc là pháp vô số ký. Dưới đây sẽ giải thích tỉ mỉ. Những gì là việc này có nên việc này có, đó là vô minh có nên hành có. Những gì là việc này không nên việc này không, đó là thức không nên danh sắc không. Những gì là việc này khởi nên việc này khởi, đó là ái khởi nên khổ khởi. Những gì là việc này diệt nên việc này diệt, đó là hữu diệt nên sinh diệt. Gì là việc này có nên việc này có? Vì ai ai cũng đều có vô minh, có vô minh thì có hành. Đoạn kinh văn này nói về đạo lý 12 nhân duyên. Gì là vô minh? Tức là chẳng hiểu biết tức là điên đảo. Do đó khởi hoặc tạo nghiệp, thọ báo đều từ vô minh mà khởi. Vì chẳng hiểu biết nên có hành vi điên đảo. Có hành vi điên đảo thì tất cả đều hiện ra. Gì là việc này không nên việc này không? Đây là nói chẳng có thức thì chẳng có danh sắc. Vì một niệm vô minh khởi lên thì có tánh hành vi. Có tánh hành vi rồi thì có thức thai nhi. Có thức thì có danh sắc. Danh là hệ thống thần kinh của thai nhi, sắc là nhục thể của thai nhi. Nếu chẳng có thức thì chẳng có danh sắc. Gì là việc này khởi nên việc này khởi? Tức là nói nhân duyên của ái sinh khởi rồi thì sẽ có khổ. Có ái cảm thấy rất khoái lạc. Kỳ thật khoái lạc là nguồn gốc của khổ đau. Do đó đoạn dục khử ái, đây mới là pháp cơ bản của sự tu đạo. Gì là việc này diệt nên việc này diệt? Tức là nói hữu diệt rồi thì chẳng có sinh, sinh diệt rồi thì chẳng có già chết. Đây là nguồn gốc giải quyết vấn đề sinh tử, không còn thọ khổ luân hồi nữa mà đắc được vui niết bàn. 12 nhân duyên phân làm hai cửa, một là cửa lưu truyền, hai là cửa hoàn diệt. Cửa lưu truyền là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Đây là nhân quả ba đời. Nhân duyên cảm khổ nghiệp, cuối rồi lại bắt đầu, luân hồi không gián đoạn. Cửa hoàn diệt là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì danh sắc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sinh diệt thì lão tử diệt. Do đó có thể biết vô minh diệt thì chẳng còn sinh tử, cho nên chỉ cần đoạn vô minh thì chẳng có phiền não gì nữa. Những gì là pháp thế gian? Đó là sắc thọ tưởng hành thức. Gì là pháp thế gian? Tức là pháp hữu lậu. Có lối nói là năm uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức, năm thức sắc tâm pháp. Sắc nghĩa là biến ngã, những gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc đều là sắc pháp. Thọ nghĩa là lãnh nạp, cảnh giới trong tâm tiếp thọ, liền sinh khởi sự cảm thọ tác dụng. Tưởng nghĩa là thủ tượng, năm căn tiếp thọ năm trần rồi liền sinh ra tư tưởng. Hành nghĩa là phiên lưu, có tư tưởng rồi liền có biểu hiện hành vi. Thức nghĩa là liễu biệt, có hành vi rồi liền sinh ra tâm phân biệt thường ghét. Tóm lại, sắc uẩn do nhân duyên mà có sắc hữu vi, thọ tưởng hành thức bốn uẩn do vọng niệm sinh ra là tâm pháp. Đây đều là pháp thế gian. Những gì là pháp xuất thế gian? Đó là giới, định huệ, giải thoát tri kiến. Gì là pháp xuất thế gian? Tức là pháp vô lậu, có lối nói là năm phần pháp thân, tức cũng là giới, định huệ, giải thoát tri kiến. Nhờ năm công đức này mà thành tựu thân Phật. Do giới sinh ra định, do định sinh ra huệ, do huệ đoạn trừ được hoặc, hoặc dứt thì được giải thoát phá được tất cả chướng, phản chiếu quán tâm, tức là giải thoát tri kiến. Nói đơn giản, giới đoạn trừ được các việc ác, hay tu các việc lành. Định, tin sâu pháp đại thừa, tâm vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Huệ, tâm chẳng chướng ngại, chiếu rõ tự tánh, quan sát thân tâm mà chẳng chấp trước. Giải thoát, cởi mở sự ràng buộc của nghiệp hoặc, thoát khỏi quả khổ ba cõi. Giải thoát tri kiến, tức là hậu đắc trí. Do giải thoát mà đã được giải thoát tri kiến, đây là pháp xuất thế gian. Những gì là pháp hữu vi?
đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chúng sinh giới. Gì là pháp hữu vi? Tức là pháp có chỗ làm, là pháp đương nhân duyên mà làm. Đây là sự tướng khác biệt. Nói về dục giới có hình tướng nam nữ, do dâm dục mà thọ thân. Sắc giới tuy nhiên chẳng có hình tướng nam nữ, nhưng có tất cả sắc tướng. Vô sắc giới tuy nhiên vô sắc tướng, nhưng vẫn còn có tâm chấp trước. Chúng sinh giới do chúng duyên tụ tập mà có sinh. Đây đều là pháp hữu vi. Những gì là pháp vô vi? Đó là hư không, niết bàn, số duyên diệt, phi số duyên diệt, duyên khởi, pháp tánh trụ. Gì là pháp vô vi? Tức là pháp không chỗ làm, tức cũng là pháp liệt nhân duyên làm nên, là lý tánh bình đẳng. Nói về hư không, tức là lìa khỏi tất cả chướng ngại, chẳng có vật có thể hiện hiện ra. Niết bàn vì tánh tịch diệt, là tánh tịnh niết bàn. Quả của sự tánh tịnh là viên tịnh niết bàn. Số duyên diệt, số là huệ số, do huệ làm duyên, lựa chọn các hoặc, hiện được lý diệt. Phi số duyên diệt, chẳng phải do huệ số diệt hoặc đắc được. Chỉ dùng tánh tịnh và duyên khuyết hiện ra, duyên khởi tức là 12 nhân duyên, 12 nhân duyên tức là Phật tánh, cho nên là vô pháp tánh. Pháp tánh trụ tức là chân như thể tánh của các pháp, lìa hư vọng mà chân thật là chân, thường trụ không đổi là như. Tánh của chân như là pháp, cho nên là pháp tánh, còn là tánh như lai tạng, viên thành thật tánh, Phật tánh, pháp giới, vân vân, đây đều là pháp vô vi. Những gì là pháp hữu ký? Đó là bốn thánh đế, bốn quả sa môn, bốn biện, bốn vô sở úy, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác phần, tám thánh đạo phần. Gì là pháp hữu ký? Tức là có thiện có ác, có thể chiêu cảm, ái phi ái quả, cho nên có thể ký lục ghi nhớ. Bốn thánh đế tức là khổ tập diệt đạo, bốn quả sa môn tức là quả tu đà hoàn dịch là nhập lưu, quả tư đà hàm dịch là nhất lai, quả a na hàm dịch là bất lai, quả a la hán dịch là vô sinh. Bốn biện tức là bốn biện vô ngại, pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, nhạo thuyết vô ngại. Bốn vô sở úy tức là nhất thiết trí vô sở úy, lậu tận vô sở úy, nói chứng đạo vô sở úy, nói đạo hết khổ vô sở úy. Bốn niệm xứ tức là quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bốn chánh cần tức là điều ác đã sinh khiến dứt trừ, điều ác chưa sinh khiến cho đừng sinh, điều thiện chưa sinh khiến cho sinh ra, điều thiện đã sinh khiến cho tăng trưởng. Bốn thần túc tức là bốn như ý túc, dục như ý túc, tâm như ý túc, cần như ý túc, huệ như ý túc. Năm căn tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Năm lực tức là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Bảy giác phần tức là trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, khinh an giác phần, niệm giác phần, định giác phần, xả giác phần. Tám thánh đạo phần tức là chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là 37 phẩm trợ đạo. Những gì là pháp vô ký? Đó là thế gian có bờ mé, thế gian không bờ mé. Thế gian cũng có bờ mé, cũng không bờ mé. Thế gian chẳng bờ mé, chẳng không bờ mé. Thế gian có thường, thế gian vô thường. Thế gian cũng có thường, cũng vô thường. Thế gian chẳng có thường, chẳng vô thường. Như lai diệt rồi có, như lai diệt rồi không. Như lai diệt rồi cũng có, cũng không. Như lai diệt rồi chẳng có, chẳng không. Tôi và chúng sinh có, tôi và chúng sinh không. Tôi và chúng sinh cũng có, cũng không. Tôi và chúng sinh chẳng có, chẳng không. Gì là pháp vô ký? Chẳng ghi nhớ, tức là chẳng thiện chẳng ác, không thể trêu cảm, quả ái chẳng ái, không thể ký lục. Đó là thế gian có bờ mé, thế gian chẳng có bờ mé. Thế gian cũng có bờ mé, cũng chẳng có bờ mé. Thế gian chẳng phải có bờ mé, cũng chẳng phải không bờ mé. Thế gian là có thường, thế gian là vô thường. Thế gian cũng có thường, cũng vô thường. Thế gian chẳng phải có thường, cũng chẳng phải vô thường. Như lai diệt rồi là có, như lai diệt rồi là không. Như lai diệt rồi cũng có, cũng không. Như lai diệt rồi chẳng phải có, chẳng phải không. Tôi và chúng sinh là có, tôi và chúng sinh là không. Tôi và chúng sinh cũng có, cũng không. Tôi và chúng sinh chẳng phải có, chẳng phải không. Bốn câu hỏi này không cách gì ghi nhớ, nên gọi là vô ký.
Quá khứ có bao nhiêu Như Lai và Niết Bàn, bao nhiêu thành phần Bích Chi Phật và Niết Bàn, vị lai có bao nhiêu Như Lai, bao nhiêu thành phần Bích Chi Phật, bao nhiêu chúng sinh hiện tại có bao nhiêu Đức Phật trụ, bao nhiêu thành phần Bích Chi Phật trụ, bao nhiêu chúng sinh trụ. Trong quá khứ có bao nhiêu Như Lai và Niết Bàn, có bao nhiêu thành phần và Niết Bàn, có bao nhiêu Bích Chi Phật và Niết Bàn, vị lai có bao nhiêu Như Lai, có bao nhiêu thanh văn, có bao nhiêu Bích Chi Phật, có bao nhiêu chúng sinh, hiện tại có bao nhiêu Đức Phật trụ, có bao nhiêu thành phần trụ, có bao nhiêu Bích Chi Phật trụ, có bao nhiêu chúng sinh trụ, tam thừa, phàm thánh có bao nhiêu, đây cũng là vô biên vô số, không thể ghi nhớ. Những vị Như Lai nào ra đời trước nhất, những vị thanh văn Bích Chi Phật nào ra đời trước nhất, những vị chúng sinh nào ra đời trước nhất, những vị Như Lai nào ra đời sau cùng, những vị thanh văn Bích Chi Phật nào ra đời sau cùng, những chúng sinh nào ra đời sau cùng, pháp nào trước nhất, pháp nào sau cùng. Những vị Như Lai nào ra đời trước nhất, những vị thanh văn nào ra đời trước nhất, những vị Bích Chi Phật nào ra đời trước nhất, những vị Như Lai nào ra đời sau nhất, những vị thanh văn nào ra đời sau nhất, những vị Bích Chi Phật nào ra đời sau nhất, pháp gì trước nhất, pháp gì sau nhất, đây cũng là pháp không thể ghi nhớ. Thế gian từ nơi nào đến, đi về chỗ nào, có bao nhiêu thế giới thành, có bao nhiêu thế giới hoại, thế giới từ nơi nào đến, đi về chỗ nào, thế gian từ đâu đến, thế gian đi về đâu, có bao nhiêu thế giới thành, lại có bao nhiêu thế giới hoại, thế giới từ nơi nào đến, lại đi về đâu, đây cũng là pháp không thể ghi nhớ. Những gì là bờ mé ban đầu của sinh tử, những gì là bờ mé cuối cùng của sinh tử, đó gọi là pháp vô ký. Gì là bờ mé ban đầu của sinh tử, gì là bờ mé cuối cùng của sinh tử, những vấn đề này cũng không thể ghi nhớ. Đạo lý ở trên vừa nói đều là pháp vô ký. Đại Bồ Tát bèn nghĩ như vậy, tất cả chúng sinh ở trong sinh tử không có đa văn, không thể biết rõ tất cả những pháp này. Tôi phải phát tâm chỉ tạng đa văn để chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì các chúng sinh mà nói pháp chân thật. Đại Bồ Tát, ngài quán tưởng như vậy, hết thảy chúng sinh đều đến đi ở trong sinh tử luân hồi, chẳng có trí huệ nghe nhiều, không thể biết rõ tất cả pháp vừa nói ở trên, tức là pháp thế gian, pháp chất thế gian, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp hữu ký, pháp vô ký. Tôi phải thọ trì tạng đa văn để chứng được Phật quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, rộng vì tất cả chúng sinh diễn nói pháp chân thật, khiến cho họ minh bạch pháp này. Đó là tạng đa văn thứ 5 của Đại Bồ Tát. Đạo lý vừa nói ở trên là pháp môn tạng đa văn thứ 5 của Đại Bồ Tát tu hành. Thứ 6, thí tạng. Phật tử, những gì là thí tạng của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, gì gọi là thí tạng của Đại Bồ Tát tu hành? Kinh văn phần là 10 đoạn để thuyết minh. Bồ Tát này thực hành 10 thứ bố thí, đó là phân giảm thí, kiệt tận thí, nội ngoại thí, nhất thiết thí, quá khứ thí, vị lai thí, hiện tại thí, cứu kính thí. Vị Bồ Tát này tu tạng thí, ngài tu hành 10 thứ pháp môn bố thí, đó là 1. Phân giảm thí, 2. Kiệt tận thí, 3. Nội thí, 4. Ngoại thí, 5. Nội ngoại thí, 6. Nhất thiết thí, 7. Quá khứ thí, 8. Vị lai thí, 9. Hiện tại thí, 10. Cứu kính thí. Ở dưới có giải thích rõ ràng. Phật tử, những gì là Bồ Tát phân giảm thí? Bồ Tát này bẩm tánh nhân từ, thích làm bố thí. Nếu có thức ăn ngon, chẳng tự ăn một mình, mà muốn ban cho chúng sinh sau đó mới ăn, phạm tất cả vật nhận được cũng đều như vậy. Các vị Phật tử, gì là phân giảm thí của Bồ Tát tu? Vị Bồ Tát này tu phân giảm thí, bẩm tánh của ngài nhân ái tử mẫn, ngài ưa thích bố thí. Nếu được thức ăn ngon, ngài chẳng thọ dụng một mình, mà là phân chia cho tất cả chúng sinh, để mọi người cùng ăn, sau đó mới chịu ăn thức ăn ngon, sau đó xả mình vì người. Phàm là thọ đồ cúng dường như quần áo, đồ nằm, thuốc men, châu báu, vân vân cũng đều như vậy. Trước hết phân chia cho chúng sinh, sau đó mình mới thọ dụng. Nếu lúc bình an bèn nghĩ như vậy, trong thân của tôi có 8 vạn hộ trùng nương tôi mà ở, thân tôi sung túc thì chúng cũng sung túc, thân tôi đói khổ thì chúng cũng đói khổ. Này tôi thọ tất cả thức ăn uống này, nguyện khiến cho tất cả chúng sinh khắp được no đủ. Vì bố thí cho chúng nên tôi tự ăn, chứ chẳng tham vị ngon.
Vị Bồ Tát này khi Ngài ăn thức ăn ngon, bèn nghĩ như vậy: ở trong thân tôi có 84.000 con vi trùng, chúng nương thân tôi mà tồn tại, do đó nương nhờ mà sống. Tôi ăn no mới an vui, chúng cũng ăn no mới an vui. Nếu thân thể tôi đói khổ thì chúng cũng đói khổ. Hiện tại tôi ăn những thức ăn ngon này, xin khiến cho chúng khắp được no đủ. Vì 84.000 con vi trùng này tồn tại, cho nên mới ăn uống. Nhưng chẳng tham vị ngon, chẳng phân biệt mặn, ngọt, đắng, cay, chua, năm vị, mà là gián tiếp cúng dường cho những con vi trùng này. Lại nghĩ như vậy, tôi ở trong đêm dài, mến chấp thân này, muốn khiến cho sung túc mà ăn uống, nay đem những thức ăn này bố thí cho chúng sinh, nguyện thân thể tôi vĩnh viễn dứt tham chấp, đó gọi là phân giảm thí. Vị Bồ Tát này lại quán tưởng như vậy: tôi ở trong bao đêm dài, đam ái, chấp trước thân thể của tôi, bảo vệ thân thể của tôi, lúc nào ở đâu vì khiến cho thân thể sung túc mà thọ tất cả thức ăn uống. Hiện tại dùng những thức ăn uống của tôi bố thí cho tất cả chúng sinh, nguyện cho thân thể của tôi vĩnh viễn lìa khỏi tham ái mà chẳng chấp trước. Đây là Bồ Tát Tù Thí Tạng, là pháp môn tu hành phân giảm thí thứ nhất. Thế nào là Bồ Tát Kiệt Tận Thí? Phật tử, Bồ Tát này được các thứ thức ăn uống thượng hạng, hương hoa, quần áo, đồ tư xanh. Nếu tự thọ dụng thì an vui sống lâu, nếu mình chẳng dùng mà đem bố thí cho người thì sẽ nghèo khổ chết sớm. Gì là Bồ Tát tu hành Kiệt Tận Thí? Các vị Phật tử, vị Bồ Tát này, Ngài đắc được các thứ thức ăn uống thượng hạng nhất và quần áo cùng với hương hoa vân vân, đủ thứ đồ dưỡng mạng sống. Nếu tự mình thọ dụng thì sẽ được an ổn sung sướng, là được sống lâu trường thọ. Nếu tự mình không dùng mà đem bố thí cho người khác thì mình sẽ nghèo cùng khốn khổ, mạng sống chẳng được bao lâu. Bây giờ hoặc có người đến nói như vậy: này Ngài hãy đem tất cả ban cho tôi. Bồ Tát tự nghĩ: tôi từ vô thủy đến nay vì đói khát mà đã mất đi vô số thân, chưa từng lợi ích cho chúng sinh. Dù nhỏ như sợi lông để được lợi hành, này tôi cũng sẽ giống như thuở xưa mà bỏ thân mạng. Do đó hãy vì lợi ích chúng sinh, tùy theo những gì mình có, tất cả đều xả bỏ, cho đến hết mạng sống cũng chẳng xẻn tiếc. Đó gọi là Kiệt Tận Thí. Lúc đó hoặc có người nghèo khổ đến trước mặt Bồ Tát nói như vậy: xin Ngài bây giờ hãy đem tất cả thức ăn uống thượng hạng, các thứ hương hoa và quần áo, đủ thứ đồ tư xanh, thể đều nhường cho tôi. Lúc bấy giờ Bồ Tát nghĩ: tôi từ vô thủy kiếp cho đến nay vì đói khát mà đã từng chết đi không biết bao nhiêu lần. Tôi chưa từng bố thí chút nào cho chúng sinh, dù nhỏ như sợi lông, để lợi ích tất cả chúng sinh, cho nên chẳng đắc được lợi ích. Hiện tại tôi cũng sẽ giống như thuở xưa mất đi thân mạng. Vì nhân duyên đó cho nên tôi cam tâm tình nguyện đem tất cả đồ tư xanh bố thí lợi ích cho chúng sinh. Tùy theo hết thảy, tất cả của cải châu báu, thảy đều bố thí cho chúng sinh cần. Cho đến mạng sống chẳng còn nữa, tôi cũng chẳng sẻn tiếc, không thể xả bỏ, không được. Đây là Bồ Tát Tù Thí Tạng, pháp môn tu hành Kiệt Tận Thí thứ hai. Thế nào là Bồ Tát Nội Thí? Phật tử, Bồ Tát này tuổi trẻ mạnh khỏe, đoan chánh xinh đẹp, có hương hoa y phục, dùng trang nghiêm thân, mới thọ lễ quán đảnh, lên ngôi chuyển luân vương đầy đủ bài báu, thống trị 4 thiên hạ. Thế nào là Bồ Tát Tu Nội Thí? Các vị Phật tử, vị Bồ Tát này đang lúc tuổi trẻ khỏe mạnh, ngũ quan của Ngài đoan chánh, tướng mạo xinh đẹp, Ngài có đủ thứ hương hoa, đủ thứ y phục để trang nghiêm thân, vừa mới thọ xong nghi thức lễ quán đảnh, lên ngôi làm chuyển luân thánh vương, đầy đủ bài báu, bánh xe báu, châu báu, voi báu, ngựa báu, bình báu, nữ báu, thần chủ tạng báu. Vị Kim Luân Vương này, Ngài thống lãnh 14 thiên hạ, tức là 4 đại châu. Bấy giờ hoặc có người đến bạch với vua rằng: đại vương nên biết, nay tuổi già yếu, thần mang bệnh nặng, côi cút gầy ốm, sắp chết mất. Nếu được tay chân, máu thịt, đầu mắt tủy não của thân thể nhà vua thì mạng sống của tôi sẽ mạnh khỏe sống lâu. Xin nguyện đại vương đừng có suy lường xẻn tiếc, chỉ thấy tử bi bố thí cho tôi. Lúc đó hoặc có người già nhiều bệnh hoạn đến chỗ vua tâu rằng: đại vương, Ngài nên biết, hiện tại thân thể của tôi rất suy nhược, mà lại già yếu mang nhiều bệnh nặng, lại là người cô độc, không chỗ nương tựa, xương cốt gầy ốm như củi, chẳng còn bao lâu nữa sẽ phải chết mất. Nếu tôi được tay chân hoặc máu thịt hoặc đầu mắt hoặc tủy não của nhà vua thì thân thể của tôi sẽ mạnh khỏe, mạng sống của tôi sẽ lâu hơn,
chỉ hy vọng đại vương tử bi thương xót tôi, đem thân thể của đại vương bố thí cho tôi. Đừng có suy lượng, đừng có tính toán, đừng có xèn tiếc, chỉ mong đại vương phát tâm tử bi, đem tất cả bố thí cho tôi mới có thể cải tử hồi sinh, phản lão hoàn đồng. Bằng không thì tôi chẳng có hy vọng sống sót, sắp phải chết mất. Bây giờ Bồ Tát bèn nghĩ như vậy, nay thân thể này của tôi sau này rồi cũng sẽ chết, chẳng có lợi ích gì, nay đúng thời phải mau xả cứu chúng sinh. Nghĩ rồi liền bố thí, tâm chẳng hối tiếc, đó gọi là nội thí. Lúc đó vị Bồ Tát tuổi trẻ mạnh khỏe, ngài bèn nghĩ như vậy: hiện tại thân thể của tôi tuy cuộc sống hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng cuối cùng sẽ có ngày phải chết. Lúc ấy chẳng những mình chẳng có lợi ích gì, cũng chẳng có ích lợi gì cho chúng sinh. Hiện tại có người đến cầu xin đầu mắt tủy não của ta, thật là đúng thời. Tôi không nên có tơ hào xẻn tiếc bố thí cho người đến cầu xin để cứu tế tất cả chúng sinh. Suy nghĩ như vậy rồi liền bố thí cho chúng sinh mà tâm chẳng hối tiếc, chẳng có tư tưởng xả không được. Đây là Bồ Tát tu thí tạng, pháp môn tu hành nội thí thứ ba. Thế nào là Bồ Tát ngoại thí? Phật tử, Bồ Tát này tuổi trẻ, khỏe mạnh, xinh đẹp, các tướng tốt đầy đủ, có hoa quý, y phục thượng đẳng, dùng trang nghiêm thân, mới thọ lễ quán đảnh lên ngôi chuyển luân vương, đầy đủ bảy báu, thống trị bốn thiên hạ. Thế nào là Bồ Tát tu ngoại thí? Các vị Phật tử, vị Bồ Tát này tu ngoại thí, lúc ngài còn trẻ khỏe mạnh, đoan trang, xinh đẹp, lại có đức hạnh, đầy đủ 32 tướng 80 vẻ đẹp, có hoa quý và y phục thượng đẳng, dùng trang nghiêm thân, vua thọ lễ quán đảnh lên làm chuyển luân thánh vương, đầy đủ bảy báu, thống trị bốn châu thiên hạ. Bấy giờ hoặc có người đến bạch với vua rằng: này tôi rất bần cùng, các khổ bức bách, xin ngài nhân từ thương xót tôi, xả bỏ ngôi vua này, nhường lại cho tôi để tôi thống trị, hưởng thọ phước lạc ngôi vua. Lúc đó hoặc có người nghèo khổ đến trước mặt vua cầu xin nói: hiện tại tôi rất bần cùng, chịu đủ thứ khổ bức bách, xin đại vương nhân ái tử mẫn, đặc biệt thương xót tôi, bố thí nhường ngôi vua lại cho tôi, dùng những tài vật này để nuôi dưỡng tánh mạng của tôi. Tôi sẽ thống trị bốn châu thiên hạ, hưởng thọ khoái lạc phước báo của đại vương hưởng. Bấy giờ Bồ Tát bèn nghĩ như vậy: tất cả sự giàu sang phồn vinh tất sẽ suy tàn, lúc suy tàn không thể làm lợi ích cho chúng sinh được nữa. Này tôi phải tùy sự yêu cầu của họ, làm cho họ mãn nguyện. Nghĩ như vậy rồi liền bố thí, mà tâm chẳng hối tiếc, đó gọi là ngoại thí. Lúc đó vị Bồ Tát tuổi trẻ mạnh khỏe xinh đẹp, ngài quán tưởng như vậy: tất cả sự vật nếu có lúc phồn vinh thịnh vượng, nhất định cũng sẽ có lúc suy tàn. Nếu lúc vinh hoa phú quý suy tàn hết, thì không thể lợi ích cho chúng sinh. Hiện tại tôi phải làm mãn nguyện của chúng sinh, khiến cho họ sở cầu toại tâm, mãn nguyện tất cả, đạt được mục đích đều đại hoan hỷ. Bồ Tát quán tưởng như vậy rồi, bèn lập tức đem ngôi vua bố thí cho chúng sinh cũng chẳng hối tiếc. Đây là Bồ Tát tu thí tạng, pháp môn tu hành ngoại thí thứ tư. Bố thí phải tâm luân thể không mới thật là chân bố thí. Gì là tâm luân thể không? Nói đơn giản, đó là chẳng có kẻ thí, cũng chẳng có vật thí, ở giữa càng chẳng có kẻ thọ nhận. Nếu tâm luân này không, thì chẳng có sự chấp trước. Nếu có tư tưởng như vậy: tôi là kẻ bố thí, đây là vật tôi bố thí, họ là người nhận vật tôi thí, đây là bố thí chấp tướng, là chí đồ danh lợi, chẳng có công đức. Thế nào là Bồ Tát nội ngoại thí? Phật tử, Bồ Tát này như trên đã nói, làm vua chuyển luân vương, đầy đủ bảy báu, thống trị bốn thiên hạ. Bấy giờ hoặc có người đến bạch với vua rằng: ngôi vua chuyển luân vương này vua ngự trị đã lâu, tôi chưa từng được, xin nguyện đại vương hãy nhường cho tôi, cùng với thần vua làm thần nô bộc cho tôi. Gì là Bồ Tát tu nội ngoại thí? Nội thí tức là bố thí đầu mắt tủy não, ngoại thí tức là bố thí đất nước vợ con. Các vị Phật tử, vị Bồ Tát này tu nội ngoại thí, ngài tuổi trẻ khỏe mạnh, tướng tốt trang nghiêm, như tình hình ở trên đã nói Bồ Tát tu ngoại thí, ngài làm vua chuyển luân vương, đầy đủ bảy báu, thống lãnh bốn châu thiên hạ. Lúc đó hoặc có người đến chỗ vua mà bạch rằng: ngôi vua chuyển luân vương này đại vương đã ngự trị lâu rồi, tôi chưa từng được làm vua chuyển luân vương, xin đại vương tử bi xả bỏ ngôi vua này nhường lại cho tôi. Kể cả thần nhà vua cũng bố thí cho tôi làm đại thần cho tôi hoặc làm nô bộc cho tôi,
Nếu đại vương có thể bố thí cho tôi, thì tôi sẽ mãn nguyện, đó mới là hành vi của Đại Bồ Tát Tu Bồ Tát Đạo. Bấy giờ Bồ Tát bèn nghĩ rằng thân tôi và châu báu cùng với ngôi vua đều là pháp vô thường tan hoại. Nay tôi mạnh khỏe cường tráng, giàu có thiên hạ, kẻ xin hiện tiền, đem vật không kiên cố để cầu pháp kiên cố. Nghĩ như vậy rồi liền bố thí, cho đến dùng thân cung kính chuyên cần làm tôi tớ, tâm chẳng hối tiếc, đó gọi là nội ngoại thí. Lúc đó vị Bồ Tát này bèn quán tưởng như vậy: thân thể và của cải của tôi cùng với ngôi vua chuyển luân đều là vô thường, tương lai sẽ tàn hoại, không thể vĩnh viễn tồn tại. Hiện tại tôi đang thời kỳ trẻ mạnh khỏe, giàu có bốn thiên hạ. Hiện nay có người cầu xin thân thể và ngôi vua của tôi nên đem thân thể và ngôi vua không bền vững bố thí cho chúng sinh để cầu pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác bền vững. Nghĩ như vậy rồi, lập tức đem thân thể và ngôi vua bố thí, cho đến dùng thân làm nô bộc cung kính siêng năng hầu hạ ông vua mới, mà trong tâm chẳng có hối tiếc. Đây tức là Bồ Tát Tu Thí Tạng, pháp môn tu hành nội ngoại thí thứ năm. Thế nào là Bồ Tát thí tất cả? Phật tử, Bồ Tát này cũng như nói ở trên, làm vua chuyển luân vương đầy đủ bảy báu, thống trị bốn thiên hạ. Gì là Bồ Tát tu bố thí tất cả? Các vị Phật tử, vị Bồ Tát này tu thí tất cả cũng giống như Bồ Tát tu nội ngoại thí như đã nói ở trên, làm vua chuyển luân vương đầy đủ bảy báu, thống lãnh bốn thiên hạ. Bấy giờ có vô lượng người bần cùng đến trước mặt vua, bèn nói rằng: đại vương, tiếng tam vang khắp mười phương, chúng tôi nghe tin nên đến đây, chúng tôi đều có sở cầu, xin đại vương thùy tử khắp, khiến cho chúng tôi đều được đầy đủ. Bấy giờ các người nghèo ở chỗ đại vương đó, hoặc cầu xin đất nước, hoặc xin vợ con, hoặc xin chân tay, máu thịt, tim gan, đầu mắt, tủy não. Lúc đó có vô lượng vô số người nghèo khổ đến trước mặt vua, tâu với vua rằng: đại vương, ngài rất có tiếng tăm, ưa thích bố thí, vang khắp mười phương. Chúng tôi những người nghèo khổ này, vì nghe tin đồn đại vương bố thí, cho nên đến đất nước này. Chúng tôi đều có sở cầu, xin đại vương thủy tử lân mẫn chúng tôi, khiến cho chúng tôi đều được vật mong cầu. Bấy giờ những người nghèo khổ ở trước mặt vua, có người cầu xin đất nước của vua, hoặc có người xin vợ con của vua, hoặc có người xin tay chân, máu thịt, tim gan, đầu mắt, tủy não, vân vân của vua. Tóm lại mỗi người đều có sở cầu. Bấy giờ Bồ Tát tâm nghĩ như vậy: tất cả ân ái tất sẽ biệt ly, mà đối với chúng sinh chẳng có sự lợi ích. Nay tôi vì muốn vĩnh viễn xả bỏ tham ái, đem những thứ nhất định sẽ ly tán này làm mãn tâm nguyện của chúng sinh. Nghĩ như vậy rồi, thảy đều đem bố thí, tâm chẳng hối hận, cũng chẳng sinh tâm khinh nhàn chúng sinh. Đó gọi là thí tất cả. Lúc bấy giờ Bồ Tát trong tâm bèn quán tưởng như vậy: đất nước và vợ con mà ta thương mến, tương lai tất sẽ có lúc phân biệt ly tán, song đối với chúng sinh chẳng có lợi ích gì. Tôi muốn vĩnh viễn xả bỏ tham ái, đem những vật tất sẽ phân tán để làm mãn nguyện tâm chúng sinh. Bồ Tát nghĩ tưởng như vậy rồi, bèn đem đầu mắt tủy não, đất nước vợ con, thảy đều bố thí cho những người khốn khổ đó mà tâm chẳng sinh hối hận và oán hận. Đối với chúng sinh tâm tham cũng chẳng sinh tâm khinh tiện nhàm chán. Đây là Bồ Tát Tu Thí Tạng, pháp môn tu hành bố thí tất cả thứ sáu. Thế nào là Bồ Tát quá khứ thí? Bồ Tát này nghe hết thảy công đức quá khứ của chư Phật Bồ Tát, nghe rồi chẳng chấp trước, biết rõ thông đạt chẳng có, chẳng khởi phân biệt, chẳng tham chẳng đắm, cũng chẳng cầu lấy, không chỗ nương cậy, thấy pháp như mộng, chẳng có bền vững, nơi các căn lành chẳng khởi hữu tưởng, cũng chẳng chỗ nương, chỉ vì giáo hóa trước thủ chúng sinh thành thục Phật pháp mà vì họ diễn nói. Gì là Bồ Tát tu quá khứ thí? Vị Bồ Tát này nghe công đức tu hành của chư Phật Bồ Tát quá khứ, nghe rồi cũng chẳng chấp trước nơi công đức, nhưng thấu rõ thông đạt tất cả công đức chẳng có, cho nên chẳng khởi tâm phân biệt, cũng chẳng tham đổ công đức, cũng chẳng đắm công đức, cũng chẳng cầu lấy công đức của chư Phật Bồ Tát quá khứ, cũng chẳng chỗ nương cậy, minh bạch tất cả các pháp như huyễn như mộng, chẳng có bền vững vốn là không. Căn lành của mình tu với căn lành của chư Phật Bồ Tát quá khứ đều không khởi hữu tưởng, cũng chẳng chấp trước, cũng chẳng nương tựa, chỉ vì giáo hóa chúng sinh cho nên thủ trước chúng sinh, vì khiến cho họ thành tựu Phật quả viên mãn Bồ Đề mà vì chúng sinh diễn nói Phật pháp. Lại quán sát các pháp quá khứ, tìm cầu mười phương đều không thể được. Nghĩ như vậy rồi, nơi pháp quá khứ
thảy đều xả bỏ, đó gọi là quá khứ thí. Vị Bồ Tát này, Ngài lại quan sát tất cả pháp quá khứ, cho đến tìm cầu khắp mười phương thế giới, đều không thể đắc được tất cả pháp tồn tại. Quán tưởng như vậy rồi, đối với tất cả pháp quá khứ, đều không thể lưu luyến, đều xả bỏ hết. Đây là Bồ Tát tu thí tạng, pháp môn tu hành quá khứ thí thứ bảy. Thế nào là Bồ Tát vị lai thí? Bồ Tát này nghe chư Phật vị lai tu hành, thấu rõ thông đạt chẳng có, chẳng thủ lấy tướng, chẳng muốn vãng sanh về các cõi nước chư Phật, chẳng đắm chẳng chấp, cũng chẳng sinh nhàm chán, chẳng đem căn lành hồi hướng về đó, cũng chẳng ở nơi đó mà thối chuyển căn lành, thường sinh tu hành chưa từng xả bỏ. Gì là Bồ Tát tu hành vị lai thí? Vị Bồ Tát này nghe được pháp môn tu hành của chư Phật vị lai, thấu hiểu thông đạt tất cả pháp chẳng có đều là không, cho nên chẳng thủ lấy các tướng, chẳng muốn lìa khỏi cõi nước của mình mà vãng sinh về các cõi chư Phật khác, cũng chẳng đắm pháp của chư Phật tu, cũng chẳng chấp trước pháp của chư Phật tu hành, cũng chẳng sinh tâm nhàm chán, cũng chẳng đem căn lành của mình tu hành để hồi hướng về chư Phật vị lai, cũng chẳng vì căn lành của chư Phật là chẳng dễ gì tu hành thành công mà thối thất căn lành tâm Bồ Đề. Đây là vị Bồ Tát đối với tất cả đều chẳng chấp trước. Bồ Tát luôn luôn tinh tấn, tuyệt đối chẳng giải đãi, pháp môn tu hành chẳng khi nào xả bỏ. Chỉ muốn vì cảnh giới đó, nhiếp lấy chúng sinh vì họ nói pháp chân thật, khiến cho họ thành thục Phật Pháp. Nhưng pháp này chẳng có xứ sở, chẳng phải không xứ sở, chẳng trong chẳng ngoài, chẳng gần chẳng xa. Lại nghĩ như vậy, nếu pháp chẳng có, không thể không xả, đó gọi là vị lai thí. Vị Bồ Tát này chỉ muốn y chiếu cảnh giới của tất cả chúng sinh để nhiếp lấy chúng sinh, giống như nam châm hút sắt, hút chúng sinh vào trong Phật Pháp. Vì chúng sinh diễn nói pháp chân thật, khiến cho chúng sinh thành thục Phật Pháp, sớm thành Phật Đạo. Tuy nhiên dùng pháp để giáo hóa chúng sinh, nhưng pháp này chẳng có xứ sở, nghĩa là đừng chấp trước vào pháp này, cũng chẳng phải là pháp chẳng có xứ sở, tất nhiên chẳng chấp trước. Vậy pháp chẳng dùng chăng, chẳng phải mà là tùy duyên nói pháp. Nếu gặp được cảnh giới này thì nói pháp này, nếu chẳng có cảnh giới này thì pháp này cũng là không. Tóm lại, khi đáng nói pháp thì nói pháp, chứ chẳng phải là chấp trước mà nói pháp. Pháp này cũng chẳng từ bên trong sinh ra, cũng chẳng phải từ bên ngoài chiêu cảm vào. Đây là dạy người đừng chấp trước. Pháp này chẳng phải nơi gần có, cũng chẳng phải nơi xa có. Đây cũng là pháp chấp trước người. Vị Bồ Tát này lại quán tưởng như vậy, tất cả pháp đều chẳng chân thật, vốn là vắng lặng, tất nhiên là chẳng có, lại hà tất phải chấp trước pháp, nên xả bỏ tất cả pháp. Đây là Bồ Tát tu thí tạng, pháp môn tu hành vị lai thí thứ 8. Thế nào là Bồ Tát hiện tại thí? Bồ Tát này nghe các trời tứ thiên vương, trời 33, trời dạ ma, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại, trời phạm thiên, trời phạm thân, trời phạm phụ, trời phạm chúng, trời đại phạm, trời quang thiên, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời tịnh thiên, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng thiên, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiện kiến, trời thiện hiện, trời sát cứu cánh. Cho đến nghe bậc thanh văn chuyên giác đầy đủ công đức, nghe rồi tâm của Bồ Tát này chẳng mê chẳng mất, chẳng tụ chẳng tán, chỉ quán các hạnh như mộng chẳng thật, chẳng có tham trước. Gì là Bồ Tát tu hiện tại thí? Vị Bồ Tát này nghe đến 6 cõi trời dục giới và 18 cõi sắc giới cùng với hàng nhị thừa, hết thảy công đức trong tâm chẳng có tham luyến. Tại sao? Vì quán các hạnh đều vô thường. Này giải thích sơ lược về 6 cõi trời dục giới. Một, trời tứ thiên vương. Ở giữa sườn núi Tu Di, bốn phương đều có 4 vị thiên vương trấn thủ. Phương Đông là Trí Quốc Thiên Vương, phương Nam là Tăng Trưởng Thiên Vương, phương Tây là Quảng Mục Thiên Vương, phương Bắc là Đa Văn Thiên Vương. Vì có 4 vị thiên vương xuất lãnh chư thiên nên gọi là chúng thiên. Hai, trời Đao Lợi, dịch là trời 33. Ở trên đỉnh núi Tu Di, bốn phương đều có 8 vị trời, lại thêm chính giữa một vị trời thống lãnh 33 trời nên gọi là trời 33. Trời Tứ Thiên Vương và trời Đao Lợi đều ở tại núi Tu Di, còn gọi là Địa Cư Thiên. Bốn cõi trời còn lại ở trong hư không phía trên đỉnh Tu Di nên gọi là Không Cư Thiên. Ba, trời Dạ Ma, dịch là trời Thời Phần. Cõi trời này chẳng có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, sao, thân
thân người trời tự phóng ra ánh sáng, lấy hoa sen nở làm ngày, hoa sen úp lại làm đêm. Bốn trời đâu xuất, dịch là trời tri túc. Mỗi vị Phật khi sắp thành Phật thì ở tại nội viện cõi trời này, hậu bổ Phật vị, cho nên còn gọi là trời bổ xứ, đường lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, đang ở tại nội viện thuyết pháp. Đợi khi kiếp tăng giảm xuống 8 vạn tuổi, thì sẽ đến thế giới Ta Bà để giáo hóa chúng sinh. Năm trời hóa lạc, nơi cảnh biến hóa ra tự vui, muốn gì thì biến ra cái đó, biến hóa vô cùng, là trời khoái lạc. Sáu trời tha hóa tự tại, cõi trời này lấy sự khoái lạc của cõi trời khác, làm sự khoái lạc của cõi trời mình. Sáu cõi trời này đều có dục niệm nam nữ. Cõi sắc giới có 18 cõi trời, nhưng tại kinh này ghi có 22 cõi trời, kỳ thật đại đồng tiểu dị. Một trời phạm thiên, tức là trời thanh tịnh, chẳng có dục niệm nam nữ, chẳng có hình tướng nam nữ, đều là thân nam. Hai trời phạm thân, chúng sinh ở cõi trời này thân thể rất thanh tịnh, trong tâm cũng chẳng có tạp niệm. Ba trời phạm chúng, là quyến thuộc của trời đại phạm ở. Bốn trời phạm phụ, là phụ thần của trời đại phạm ở. Năm trời đại phạm, tức là thiên vương, ông ta phát hiệu thống lãnh các trời. Đây là trời sơ thiền, vẫn có ngôn ngữ. Đến trời nhị thiền thì chẳng còn ngôn ngữ, mà là dùng ánh sáng để thay thế cho ngôn ngữ. Sáu trời quang thiên, kẻ thiền định ở cõi trời này, ở trong định phóng quang. Bảy trời thiểu quang, khắp thân thể phóng ra ánh sáng, nhưng chẳng sáng. Tám trời vô lượng quang, chẳng những để thân phóng quang, mà trong miệng cũng phóng quang, phóng ra vô lượng ánh sáng. Chín trời quang âm, trong trí huệ quang lại vang ra âm thanh, thay thế nói pháp. Đây là trời nhị thiền, chẳng có ngôn ngữ, chỉ có ánh sáng. 10. Trời tịnh thiên, cõi trời này tất cả đều thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. 11. Trời thiểu tịnh, cõi trời này tuy nhiên thanh tịnh nhưng chẳng viên mãn. 12. Trời vô lượng tịnh, cõi trời này thanh tịnh đã đến trình độ viên mãn, nhưng chẳng khắp, lại chẳng cứu kính. 13. Trời biến tịnh, cõi trời này thanh tịnh đặc biệt viên mãn, lại khắp hết. Đây là cảnh giới trời tam thiền rất khoái lạc, nhưng một số người tu thiền định chẳng muốn ở đây lâu, sợ rằng sẽ thối mất đạo tâm, cho nên tích cực vượt qua trời tam thiền, đến được trời tứ thiền mới có thể tránh khỏi sự uy hiếp của nạn gió lớn. 14. Trời quảng thiên, tức là cõi trời phước đức rộng lớn. Ở cõi trời sơ thiền, tuy lìa khỏi khổ não, vẫn còn yêu não. Trời nhị thiền tuy đã lìa khỏi yêu não, vẫn còn hỷ lạc. Trời tam thiền đã tiêu diệt tất cả tâm hoan hỷ, là vui thuần tạp thanh tịnh. Trời tứ thiền, hỷ lạc đều xả bỏ. 15. Trời thiểu quảng, còn là trời phước sinh, cõi trời này vì chẳng thọ diệu lạc mà sinh phước thanh tịnh. 16. Trời vô lượng quảng, còn là trời phước, cõi trời này chẳng thọ ba nạn lớn, nước, lửa, gió, hưởng thọ phước báo vô lượng. 17. Trời quảng quả, cõi trời này là quả của phàm phu tu, phước báo rất lớn nhưng chẳng chứng quả. Điểm này phải chú ý, đây là cảnh giới của trời tứ thiền. 18. Trời vô phiền, kẻ thiền định dũng mãnh tinh tấn sinh về cõi trời này thì chẳng còn tất cả mọi phiền não, vì chẳng trở lại cõi dục giới thọ sinh tử nữa. 19. Trời vô nhiệt, sinh về cõi trời này thì chẳng còn kiến tư hoặc, hoặc thế nghĩ của dục giới và bệnh chấp phiền não, trong tâm khoái lạc thanh tịnh. 20. Trời thiện kiến, sinh về cõi trời này trừ khử nhiệt phiền não, trong tâm mát mẻ, tinh tấn tu tịnh lự, có thể đắc được thiền nhãn, khéo thấy mười phương thế giới. 21. Trời thiện hiện, sinh về cõi trời này khéo biến hiện, vì chướng ngại của thiền đã trừ khử, đạt đến cảnh giới tận thiện tận mỹ. 22. Trời sắc cứu cánh, đến cõi trời sắc giới tối cao, đã tận cùng sắc tánh, biết rõ sắc tánh, dùng không làm thể. Người lợi căn trực tiếp thoát khỏi ba cõi, chứng quả A-la-hán. Người độn căn còn phải đến vô sắc giới, tu tứ không định, tuần tự trải qua trời tứ không mới chứng được tứ quả, đắc được bậc phù học. Do đó, những gì cần làm đã làm xong, không còn thọ sinh nữa. Năm cõi trời trên, năm cõi trời ở trên là trời ngũ bất hoàn, tức là chẳng trở lại dục giới thọ sinh tử nữa, là chỗ ở của tam quả A-la-hán. Thời gian trên trời và thời gian ở nhân gian khác nhau. Vì trên trời quá sung sướng cho nên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh,
Thời gian ở nhân gian và thời gian ở địa ngục cũng khác nhau. Chúng sinh ở địa ngục thống khổ vạn phần, cho nên cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Nói về thời gian, ở cõi trời tứ thiên vương, một ngày một đêm ở đây bằng dưới nhân gian 50 năm. Mỗi tầng trời ở trên thì tính gấp đôi thời gian, một ngày một đêm ở nhân gian bằng ở địa ngục 50 năm. Tại sao? Vì nghiệp lực chiêu cảm, khi hưởng vui thì cảm thấy thời gian quá ngắn, khi thọ khổ thì cảm thấy thời gian quá dài. Vị Bồ Tát này cho đến nghe được bậc thanh văn và duyên giác đầy đủ công đức thì tâm chẳng mê hoặc, cũng chẳng chấp trước. Vị Bồ Tát này tu hiện tại thí, tư tưởng và hành vi của Ngài đều thanh tịnh, không ô nhiễm. Vị Bồ Tát này nghe được cảnh giới đã nói ở trên, tâm của Ngài chẳng mê, chẳng mất, cũng chẳng chú ý, cũng chẳng tán loạn, chỉ quan sát các hạnh giống như mộng, hư vọng chẳng thật. Do đó, các hành vô thường là pháp sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Cho nên cảnh giới khoái lạc của chư thiên, Bồ Tát đều chẳng chấp trước, cũng chẳng tham luyến. Vì khiến cho chúng sinh xả lìa cõi ác, tâm của Ngài chẳng có phân biệt, đủ Bồ Tát đạo thành tựu Phật Pháp, mà vì họ khai triển dễ nói, đó gọi là hiện tại thí. Bồ Tát vì khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, ba đường ác, tâm của Ngài chẳng sinh phân biệt, để tu Bồ Tát đạo lợi ích tất cả chúng sinh, mà thành tựu Pháp của Phật đắc được. Lại vì chúng sinh dễ nói diệu Pháp, đây là Bồ Tát tu thí tạng, pháp môn tu hành hiện tại thí thứ 9. Thế nào là Bồ Tát cứu kính thí? Phật tử, Bồ Tát này, giả sử có vô lượng chúng sinh, hoặc có người không mắt, hoặc có người không tai, hoặc có người không mũi lưỡi, cùng với tay chân đến chỗ Bồ Tát bạch rằng, thân tôi bạc phúc, các căn tàn tật thiếu khuyết, xin Ngài nhân từ, dùng phương tiện khéo léo xả bỏ những gì Ngài có, khiến cho tôi được đầy đủ. Gì là Bồ Tát tu cứu kính thí? Các vị Phật tử, vị Bồ Tát này giả sử có vô lượng chúng sinh, hoặc họ chẳng có mắt, hoặc họ chẳng có tai, hoặc họ chẳng có mũi lưỡi, hoặc họ chẳng có chân tay, họ đều đến chỗ Bồ Tát bạch với Bồ Tát rằng, thân thể của tôi chẳng có phước báo, cho nên sáu căn tàn tật thiếu khuyết chẳng đầy đủ, xin Bồ Tát nhân từ, phát lòng trắc ẩn, dùng phương tiện khéo léo xả bỏ hết thảy tất cả những gì Ngài có để bố thí cho chúng tôi, khiến cho chúng tôi chỗ sáu căn không đầy đủ đều được viên mãn. Đây là sự cầu xin của chúng tôi, hy vọng Bồ Tát đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, đừng khiến chúng tôi thất vọng. Bồ Tát nghe rồi lập tức bố thí cho. Giả sử do đây trải qua A Tăng kỳ kiếp, các căn không đủ, tâm Bồ Tát cũng chẳng sinh một niệm hối tiếc. Vị Bồ Tát này nghe vô lượng chúng sinh các căn không đủ, yêu cầu như vậy, tâm chẳng do dự, bèn lập tức đem sáu căn của mình xả cho chúng sinh. Giả sử từ đây về sau, trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp thời gian mà sáu căn của mình không đủ, cũng chẳng sinh một tâm niệm hậu hối tiếc nuối. Chỉ tự quan sát thân thể, từ khi bắt đầu nhập thai, thân hình chẳng thanh tịnh, chịu cảnh sinh già bệnh chết, lại quán thân này chẳng có chân thật, chẳng có hổ thẹn, chẳng phải là vật thánh hiền, hồi giờ chẳng sạch, gần cốt chẳng chịt với nhau, máu thịt kết lại, chín lỗ thường chảy ra, ai cũng nhỏ gớm, quán như vậy rồi chẳng sinh một tâm niệm thương tiếc chấp trước. Bồ Tát tự quan sát thân thể của mình, từ khi bắt đầu nhập thai thì do tinh tra huyết mẹ vật bất tịnh cấu thành thân thể này, ở trong bào thai phân đoạn sinh ra mắt tai mũi lưỡi thần năm căn, thai nhi thành thục rồi liền sinh ra thế giới năm trược này, thọ đủ thứ khổ não, trải qua bốn giai đoạn sinh ra bệnh chết, lại diệt mất, trở về không, chẳng có hình ảnh dấu vết. Bồ Tát lại quan sát thân thể của mình, nghiên cứu kỹ càng thì tìm chẳng ra một vật nào là chân thật không biến đổi, đều là hư vọng, lại chẳng có tâm hổ thẹn, thân thể này chẳng phải là thân thể của thánh hiền, mà là thân thể hôi dơ chẳng sạch, chẳng qua là gân gốt chẳng chịt với nhau, lại có máu thịt kết lại với xương cốt. Thân này là chín lỗ thường chảy ra vật bất tịnh, những thứ này khiến cho ai ai cũng nhòm ngớm. Bồ Tát quan sát như thế xong, đối với thân thể chẳng sinh một tâm niệm thương tiếc và chấp trước. Lại nghĩ như vậy, thân này nguy hiểm suy nhược, chẳng có bền vững, này sao tôi lại sinh tâm luyến ái chấp trước, nên đem bố thí cho họ, khiến cho họ mãn nguyện. Vị Bồ Tát này lại quán tưởng như vậy, thân thể này rất nguy hiểm và suy nhược, vốn chẳng bền vững. Hiện tại, tại sao tôi còn tham luyến túi da hôi thối này, nó sớm muộn gì cũng sẽ chết,
Cho nên khi có cơ hội nên đem nó bố thí cho tất cả chúng sinh để làm mãn tâm nguyện của chúng sinh. Như chỗ tôi làm, dùng đây khai đạo tất cả chúng sinh, khiến cho họ thân tâm chẳng sinh tham ái, thảy đều được thành tựu trí thần thành tịnh, đó gọi là cứu kính thí. Vị Bồ Tát này lại nghĩ, giống như những gì tôi làm, dùng tâm từ bi để khai đạo tất cả chúng sinh, chẳng những tôi chẳng tham luyến thân tâm tánh mạng của tôi, mà cũng khiến cho chúng sinh chẳng tham luyến thân tâm tánh mạng của họ, hoàn toàn thành tựu thân trí huệ thành tịnh. Đây tức là Bồ Tát tu thí tạng, pháp môn tu hành cứu kính thí thứ 10. Đó là thí tạng thứ 6 của Đại Bồ Tát. 10 sự bố thí như đã nói ở trên, đây là pháp môn thí tạng thứ 6 của Đại Bồ Tát tu hành. Thứ 7, huệ tạng. Phật tử, những gì là huệ tạng của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, gì gọi là huệ tạng của Đại Bồ Tát tu hành. Bồ Tát này nơi sắc biết như thật, sắc tập biết như thật, sắc diệt biết như thật, sắc diệt đạo biết như thật, nơi thọ tưởng hành thức biết như thật, thọ tưởng hành thức tập biết như thật, thọ tưởng hành thức diệt biết như thật, thọ tưởng hành thức diệt đạo biết như thật. Bồ Tát tu huệ tạng đối với năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức và bốn đế khổ tập diệt đạo. Hai thứ pháp này phải thấu suốt chân thật mới có trí huệ giáo hóa chúng sinh. Đối với sắc uẩn, nghĩa là chất ngại có hình tướng phải chân thật minh bạch, biết rõ sắc uẩn là hư vọng chẳng thật tại, do sắc uẩn lại sinh ra khổ tập diệt đạo, pháp bốn đế chẳng bị bốn pháp này ràng buộc, do sắc uẩn mà chiêu cảm tập đế cũng phải biết rõ chân thật, do sắc uẩn mà chứng được diệt đế cũng phải biết rõ chân thật, do sắc uẩn mà chứng được diệt đạo đế cũng phải biết rõ chân thật. Đối với thọ uẩn, nghĩa là lãnh nạp chẳng có hình tướng. Đối với tưởng uẩn, nghĩa là thủ tượng chẳng có hình tướng. Đối với hành uẩn, nghĩa là thiên lưu chẳng có hình tướng. Đối với thức uẩn, nghĩa là liễu biệt chẳng có hình tướng. Bốn uẩn này cũng phải thấu suốt chân thật, có cảm giác tốt đẹp thì muốn lãnh thọ cảnh giới này, cảm thọ rồi bèn sinh tưởng uẩn, có tưởng uẩn rồi bèn sinh ra hành uẩn. Hành uẩn là niệm niệm rời đổi, niệm niệm không ngừng, có hành uẩn rồi bèn sinh ra đủ thứ tâm thức phân biệt. Tâm thức có năng lực phán đoán, phân biệt được tốt xấu, do thọ tưởng hành thức mà chiêu cảm tập đế cũng phải biết chân thật, do thọ tưởng hành thức mà chứng được diệt đế cũng phải biết chân thật, do thọ tưởng hành thức mà tu diệt đạo đế cũng phải biết chân thật. Nếu chẳng bị cảnh giới làm mê hoặc mà chuyển được cảnh giới thì sẽ thành tựu vô thượng bồ đề. Nếu chúng ta đối với pháp năm uẩn và pháp bốn đế chẳng thấu hiểu với nhau thì không thể viên dung vô ngại, sẽ sinh ra đủ thứ chấp trước, giống như kén làm tơ tự vây khốn mình chẳng được giải thoát. Minh bạch đạo lý này thì sẽ đắc được giải thoát, đắc được giải thoát rồi thì không còn bị khổ tập diệt đạo mê hoặc, sẽ biết khổ đoạn tập mộ diệt tu đạo. Nếu chẳng minh bạch lý của nó thì sẽ chẳng biết khổ, không thể đoạn tập, cũng không thể mộ diệt, cũng không thể tu đạo. Nơi sắc uẩn minh bạch bốn đế là không, thì đối với thọ tưởng hành thức bốn uẩn cũng như vậy, đều là không, tự tánh sẽ chẳng bị năm uẩn che đậy. Lúc đó sẽ đạt được đại quang minh tạng, tánh như lai tạng. Pháp năm uẩn bốn đế này phải hạ một phen khổ công để nghiên cứu thì mới hiểu rõ triệt để. Lúc nào năm uẩn đều không thì lúc đó sẽ độ được tất cả khổ ách. Nơi vô minh biết như thật, vô minh tập biết như thật, vô minh diệt biết như thật, vô minh diệt đạo biết như thật. Vị Bồ Tát này, ngài đối với pháp 12 nhân duyên cũng hiểu biết chân thật. Nhân duyên thứ nhất tức là vô minh, nghĩa là chẳng hiểu biết, chẳng minh bạch chân thật. Vô minh này sinh ra hành, hành sinh ra thức, thức sinh ra danh sắc sinh ra lục nhập sinh ra xúc, xúc sinh ra thọ, thọ sinh ra ái, ái sinh ra thủ, thủ sinh ra hữu, hữu sinh ra sinh, có sinh rồi sẽ có già chết. 12 nhân duyên này do cái này có nên sinh ra cái kia, nếu tiêu diệt vô minh rồi thì hành vi cũng chẳng còn, cho đến già chết cũng chấm dứt. Đạo lý này rất đơn giản, nhưng người thật minh bạch rất ít lại càng ít. Do đó một niệm không giác sinh tam tế, tức cũng là một niệm không giác sinh vô minh. Tướng tam tế tức là hiện tướng, nghiệp tướng, truyền tướng. Cho nên đối với vô minh phải hiểu biết chân thật. Mục đích chúng ta tu đạo tức là diệt trừ gốc rễ vô minh gây họa hoạn. Nếu nhổ bật được gốc rễ thì chẳng còn phiền não nữa. Lúc bấy giờ tâm được thanh tịnh, trí huệ hiện tiền.
Bằng không nhổ cỏ không tận gốc thì qua mùa xuân gặp mưa lại sinh ra. Vậy làm thế nào nhổ được gốc rễ vô minh, tức là sinh tu giới, định huệ, tiêu diệt tham sân si, lúc nào không còn ba độc vọng tưởng thì lúc đó sẽ nhổ sạch gốc rễ vô minh, chẳng còn hậu hoạn nữa. Vị Bồ Tát này đối với vô minh khổ đế phải biết chân thật, vô minh tập đế phải biết chân thật, vô minh diệt đế phải biết chân thật, vô minh diệt đạo đế phải biết chân thật. Nếu hiểu biết chân thật thì sẽ đoạn trừ vô minh, sẽ chẳng còn phiền não nữa. Nơi ái biết như thật, ái tập biết như thật, ái diệt biết như thật, ái diệt đạo biết như thật. Chúng ta chúng sinh tại sao phải thọ khổ luân hồi? Đều vì một niệm vô minh, rồi có hành vi. Tại sao có hành vi? Vì có ái. Phải hiểu rõ ái sinh ra như thế nào, và có quan hệ gì với vô minh, và có quan hệ gì với khổ tập diệt đạo bốn đế. Điểm này phải rõ ràng. Nếu hiểu biết chân thật, biết khổ đoạn tập mộ diệt chân lý tu đạo, thì chẳng có chướng ngại, sẽ không chuyển tới chuyển lui ở trong sinh tử luân hồi, sẽ đắc được tự tại, được giải thoát, thoát khỏi ba cõi, tránh khỏi luân hồi, đến được bờ kia, hưởng an vui chân thật. Vị Bồ Tát này đối với ái khổ biết như thật, ái tập biết như thật, ái diệt biết như thật, ái diệt đạo biết như thật. Cho nên Bồ Tát tu đoạn dục khử ái, đã tu đến viên mãn, chẳng còn phần đoạn sinh tử, cũng chẳng còn thọ biến dịch sinh tử nữa. Nơi thanh văn biết như thật, pháp thanh văn biết như thật, thanh văn tập biết như thật, thanh văn niết bàn biết như thật. Thanh văn là bậc nghe âm thanh của Phật mà ngộ đạo. Nghe âm thanh gì? Nghe âm thanh Phật nói pháp khổ, tập diệt đạo bốn đế. Pháp này phải biết chân thật, chẳng phải biết một hiểu nửa, biết ngoài da ngoài lông mà chẳng biết nội dung chân thật tánh. Đối với pháp của thanh văn tu phải biết chân thật, đối với tập chiêu cảm của thanh văn tu phải biết chân thật. Làm thế nào để dứt phiền não? Làm thế nào để chứng bồ đề? Thanh văn tu pháp gì có thể chứng được thường lạc ngã tịnh bốn đức niết bàn? Đều phải biết chân thật. Nơi độc giác biết như thật, pháp độc giác biết như thật, độc giác tập biết như thật, độc giác niết bàn biết như thật. Độc giác là tự mình giác ngộ. Vào mùa xuân xem trăm hoa nở, mùa thu xem vạn vật điêu tàn, quán sát tìm cầu cảnh giới tự sinh tự diệt đó, phát nhiên khai thông quốc mắc nhân duyên, biết rõ tánh của toàn thể đại dụng, bản thể của tất cả vạn vật đều minh bạch thông đạt. Độc giác tức là tên khác của duyên giác. Lúc không có Phật ở đời, người tu 12 nhân duyên mà ngộ đạo thì gọi là độc giác. Khi có Phật ở đời, người tu 12 nhân duyên mà ngộ đạo thì gọi là bậc duyên giác. Duyên giác quán phát 12 nhân duyên thì biết do vô minh mà sinh ra tất cả, cho nên chẳng dùng vô minh để làm việc. Con người vì có vô minh mà làm việc điên đảo, nếu chẳng có vô minh thì đương nhiên chẳng làm việc điên đảo. Phải biết tất cả nghiệp ác đều do điên đảo mà ra, do đó trước hết phải dứt trừ vô minh thì phiền não tự nhiên sẽ diệt. Pháp 12 nhân duyên tức là một bánh xe chuyển động không ngừng, cho nên gọi là bánh xe sinh mạng. Đối với độc giác, làm thế nào để thành tựu quả vị phải biết chân thật. Đối với pháp độc giác 12 nhân duyên cũng phải biết chân thật. Đối với độc giác, làm thế nào để dứt phiền não trước khi ngộ cũng phải biết chân thật. Đối với độc giác chứng được hữu dư niết bàn, còn có chút độc khí vô minh phiền não cũng phải biết chân thật. Nhị thừa thanh văn duyên giác, tuy nhiên đã dứt sinh tử nhưng chỉ là dứt phần đoạn sinh tử. Sinh tử trong ba cõi, song biến dịch sinh tử vẫn chưa dứt. Sinh tử ngoài ba cõi, gì là phần đoạn sinh tử? Phần tức là một phần, bạn có một phần của bạn, tôi có một phần của tôi. Đoạn tức là thân đoạn, thân đoạn này của tôi là 6 thước hoặc 8 thước, thước tàu. Thân đoạn của bạn là 8 thước hoặc 9 thước. Tóm lại ai nấy đều có một phần, ai nấy đều có thân đoạn. Từ sinh đến chết, một phần này, một thân đoạn này đều là hư vọng. Gì là biến dịch sinh tử? Tức là niệm sinh ra, niệm niệm sinh, niệm niệm diệt, sinh diệt không ngừng. Một niệm sinh ra là một sự sinh, một niệm diệt tức là một sự chết. Đây gọi là biến dịch sinh tử. Nơi Bồ Tát biết như thật, pháp Bồ Tát biết như thật, Bồ Tát tập biết như thật, Bồ Tát niết bàn biết như thật. Bồ Tát dịch là giác hữu tình hoặc là hữu tình giác, nghĩa là đại đồng tiểu dị. Đối với Bồ Tát phải nhận thức chân thật, phải nhận thức chân thật pháp của Bồ Tát tu. Nếu chẳng minh bạch pháp của Bồ Tát tu thì sẽ không chân tránh minh bạch Bồ Tát. Pháp của Bồ Tát tu là 6 độ. 1. Bố thí, đối trị được tham sèn.
hai trì giới đối trị được phóng dật, ba nhẫn nhục đối trị được sân hận, bốn tinh tấn đối trị được giải đãi, năm thiền định đối trị được tán loạn, sáu trí huệ đối trị được ngu si. Ngoài ra còn có tụ vạn hạnh, tức cũng là hành Bồ Tát đạo, tất cả đều vì chúng sinh. Bồ Tát chẳng những hành sáu độ vạn hạnh bên ngoài, mà còn hành sáu độ vạn hạnh bên trong, chỉ biết hướng bên ngoài giáo hóa chúng sinh, mà tự tánh chúng sinh chẳng giáo hóa, cũng chẳng có độ chúng sinh. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, trước hết giáo hóa 84.000 chúng sinh bên trong, do đó tự tánh chúng sinh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Bồ Tát làm thế nào đoạn tập đế, làm thế nào chứng được vô dư niết bàn, chẳng còn tập khí vô mình phiền não, làm thế nào dứt trừ biến dịch sinh tử, đây tất cả đều phải biết chân thật, phải đầy đủ những trí huệ này mới minh bạch được những pháp này. Biết như thế nào? Biết từ nghiệp báo, các hành nhân duyên tạo tác, tất cả đều hư giả chẳng thật, chẳng có cái ta, chẳng bền vững, chẳng có chốt pháp có thể được thành lập. Bồ Tát Cổng Đức Lâm tự hỏi tự trả lời, biết như thế nào? Biết tất cả chúng sinh do khởi hoặc tạo nghiệp, cho nên thọ quả báo, có hành vi như vậy, nhân duyên như vậy, thì tạo thành đủ thứ nghiệp báo, do đó, chống nhân gì, kết quả đó, tạo nghiệp gì, thọ báo đó, đây là định luật vạn cổ bất biến. Tất cả hết thảy đều do nhân duyên sinh ra, nếu chẳng có nhân duyên thì chẳng có tất cả pháp, pháp nhân duyên sinh ra vốn là không, do đó, pháp do nhân duyên sinh ra, ta nói tức là không, đó gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trùng đạo. Vạn sự vạn vật ở thế gian thảy đều chẳng chân thật, cho nên bất tất phải chấp trước, thân thể của chúng ta cũng là giả, bất quá là do bốn đại, đất nước gió lửa giả hợp mà tạo thành thân năm uẩn. Suốt ngày vì nó mà bận rộn, vì nó mà khổ sở, đến lúc nó cũng chẳng màng tới bạn, bỏ đi chẳng có chút cảm tình gì. Thân thể là giả, nhưng tự tánh là thật. Tự tánh trụ ở trong thân thể, giống như người ở trong phòng, phòng hư hoại, thì người dọn nhà đi chỗ khác, thân thể hư hoại, thì tự tánh cũng phải dọn nhà đi. Tự tánh tức là thức thứ 8, lúc mê hoặc thì gọi là thức A Lại Gia, lúc tỉnh thì gọi là Đại Quang Minh Tạng, còn gọi là tánh Như Lai Tạng. Cũng có thể gọi là chân như, tóm lại tức là Phật tánh, do đó chuyển thức thành trí. Phải thấu suốt hết thảy tất cả đều là hư vọng không thật, thân thể này không nhất định là ta, hết thảy sự vật cũng không nhất định là của ta, vì tất cả hết thảy đều chẳng bền vững, đều là vô thường, tất nhiên là vô thường, lại hà tất phải chấp trước? Chấp trước nó lại có ích gì? Chẳng có chút pháp nào chân thật có thể tồn tại để được thành lập. Đều do nhân duyên sinh ra, do nhân duyên diệt đi, phải nhìn xuyên thủng nó, buông xả nó thì mới đắc được tự tại giải thoát. Muốn khiến cho chúng sinh biết thật tánh, rộng vì tuyên nói những gì? Nói các pháp không thể hoại. Những pháp gì không thể hoại? Sắc không thể hoại, thọ tưởng hành thức không thể hoại, vô minh không thể hoại, pháp thanh văn, pháp độc giác, pháp Bồ Tát không thể hoại. Tuy nhiên Bồ Tát biết tất cả đều là vô thường, chẳng bền vững, nhưng vẫn muốn khiến cho tất cả chúng sinh biết pháp tánh chân thật. Chỉ là pháp tánh chân thật, tức là bản thể của pháp, là vắng lặng, chẳng có một thật thể giống như hư không. Nếu minh bạch tất cả là không, là chẳng có, như vậy thì chẳng có chấp trước. Chẳng có chấp trước thì được giải thoát. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh tuyên nói đạo lý này. Tuyên nói gì? Tuyên nói các pháp không thể hoại. Tại sao không thể hoại? Vì là không. Nếu có hình có tướng thì sẽ biến hoại. Không hình không tướng thì hoại cái gì, có gì để hoại? Pháp gì không thể hoại? Giác pháp năm uẩn không thể hoại, thọ tưởng hành thức bốn pháp này cũng không thể hoại, vô minh cũng không thể hoại, cho đến pháp thanh văn bốn đế, pháp duyên giác 12 nhân duyên, pháp Bồ Tát sáu độ, những pháp này đều không thể hoại. Tại sao? Vì tất cả pháp đều không làm, chẳng có ai làm, không lời nói, không xứ sở, không sinh không khởi, không cho không lấy, không động chuyển, không tác dụng. Vì nhân duyên gì mà nói pháp năm uẩn, pháp thanh văn, pháp duyên giác, pháp Bồ Tát đều không thể hoại? Vì tất cả pháp chẳng có làm, cũng chẳng có người làm. Tất nhiên chẳng có làm và kẻ làm, lại có gì có thể phá hoại? Cho nên chẳng có lời lẽ có thể nói ra. Do đó, đường lời lẽ đã bạt, nơi tâm hành đã diệt. Pháp này cũng chẳng phải có xứ sở nhất định, cũng chẳng có sinh, cũng chẳng có diệt, cũng chẳng có khởi, cũng chẳng có hoại. Bản thể của pháp không thể cho chút gì.
cũng chẳng lấy đi chút gì, cũng chẳng có động chuyển vì nó là vắng lặng. Do đó, các pháp từ xưa nay thường tự tịch diệt tướng, không thể dùng lời nói, cho nên chẳng có sự tác dụng. Bồ Tát thành tựu vô lượng huệ tạng như vậy, dùng chút ít phương tiện thấu rõ tất cả pháp thì tự nhiên thông đạt, không do kẻ khác giác ngộ. Vị Bồ Tát tu huệ tạng, ngài minh bạch đủ thứ lý không, biết tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, bọt bóng, như sương cũng như điện, cho nên tất cả đều không chấp trước. Vì không chấp trước nên thành tựu vô lượng trí huệ tạng. Bồ Tát thành tựu vô lượng huệ tạng, dùng chút ít pháp phương tiện để quan sát tất cả các pháp thì sẽ thấu hiểu tất cả, chiếu rõ tất cả pháp, lý thể của pháp trần như thật tướng. Lúc đó tự nhiên sẽ minh bạch thông đạt được lý, không cần nhờ pháp phương tiện liền được khai ngộ. Huệ vô tận tạng này có 10 thứ không thể tận, nên nói là vô tận. Những gì là 10? Đó là đà văn thiện xảo nên không thể tận, gần gũi thiện tri thức nên không thể tận, khéo phân biệt câu nghĩa nên không thể tận, vào sâu pháp giới nên không thể tận, dùng một vị trí trang nghiêm nên không thể tận, tập tất cả phước đức tâm chẳng nhà mỏi nên không thể tận, vào tất cả môn đà la ni nên không thể tận, phân biệt được lời lẽ âm thanh của tất cả chúng sinh nên không thể tận, dứt được nghi hoặc của tất cả chúng sinh nên không thể tận. Vì tất cả chúng sinh hiện tất cả thần lực của Phật để giáo hóa điều phục, khiến cho họ tu hành không gián đoạn nên không thể tận. Đó là 10. Trí huệ tạng này là vô cùng vô tận, vĩnh viễn nói không hết được. Nói một cách tổng quát, phân ra là 10 pháp không thể tận. Những gì là 10 pháp? 1. Đà văn thiện xảo. Đà văn tức là nghe nhiều Phật pháp, tức cũng là nghe nhiều nhớ rộng. Tôn giả A Nan, ngài là đà văn bậc nhất, phàm là pháp của Phật nói ra ngài đều nhớ hết vào trong biển não, do đó một khi lọt vào tai vĩnh viễn không quên. Vì đa văn mới phương tiện khéo léo nói ra đủ thứ diệu pháp, đây là không thể cùng tận. 2. Gần gũi thiện tri thức. Thiện tri thức đem pháp lành ban cho chúng sinh, dùng đạo lý chánh tri chánh kiến diễn nói các pháp thật tướng. Muốn học Phật pháp thì phải vĩnh viễn gần gũi thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Tại sao? Vì tư tưởng của ác tri thức là tà tri tà kiến nên dễ đọa lạc vào ba đường ác. 3. Khéo phân biệt cầu nghĩa. Đối với nghĩa lý của câu văn trong kinh điển phải phân tích rõ ràng, không thể không cầu mong thấu hiểu, càng không thể biết một hiểu nửa, tựa đúng mà sai, chẳng những khiến người lầm lẫn mà còn có hại cho chính mình. 4. Vào sâu pháp giới. Tự tánh vào sâu pháp giới hợp mà làm một, do đó tận hư không khắp pháp giới, đây là không thể cùng tận. 5. Dùng một vị trí trang nghiêm. Một vị trí tức là trí huệ chân như thật tướng, dùng trí này để trang nghiêm pháp thân, trang nghiêm cõi Phật, trang nghiêm tất cả cảnh giới, vân vân, đây là không thể cùng tận. 6. Tập tất cả phước đức tâm chẳng nhà mỏi. Phàm là trợ giúp kẻ khác làm công đức đều là phước đức. Phước đức do ít tập thành nhiều, viên mãn phước đức liền được giải thoát. Tuy nhiên làm đủ thứ phước đức nhưng chẳng có lúc nào nhà mỏi, tận lực mà làm chẳng có cùng tận. Chúng ta người tu đạo tất cả mọi thời mọi nơi dùng trí huệ quang minh để chiếu soi thân tâm của mình, đây là tập tất cả phước đức. Do đó chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây là 4 thệ nguyện lớn của Bồ Tát phát ra. Chúng ta phải phản tỉnh một phen, chúng ta đến độ chúng sinh chứ chẳng phải chúng sinh đến độ chúng ta. Chúng ta đến đoạn phiền não chứ không phải dạy phiền não đến đoạn chúng ta. Chúng ta đến học Phật pháp chứ chẳng phải dạy Phật pháp đến học chúng ta. Chúng ta đến thành Phật đạo chứ chẳng phải dạy Phật đạo đến thành chúng ta. Điểm này các vị phải đặc biệt chú ý. 7. Vào tất cả môn Đà La Ni. Đà La Ni dịch là tổng trì, tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, tức cũng là tổng trì thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh. Phải vào sâu tất cả pháp môn tổng trì, cẩn thận lời nói hành động, không nên nói lời vô nghĩa, tức là tổng tất cả pháp, làm nhiều công đức trang nghiêm thân, tức là trì vô lượng nghĩa, trí huệ này không thể cùng tận. 8. Phân biệt được lời nói âm thanh của tất cả chúng sinh. Bồ Tát chẳng học tất cả lời nói mà hiểu được tất cả lời nói. Tại sao? Vì trí huệ không thể nghĩ bàn, cho nên cùng lúc có thể phân biệt được 100.000 lời nói và âm thanh, chẳng những phân biệt được rõ ràng mà còn trả lời được các vấn nạn, trí huệ này cũng không thể cùng tận. 9. Dứt được nghi hoặc của tất cả chúng sinh. Tại sao chúng sinh chẳng tương ứng với đạo? Vì có nghi hoặc,
đối với Phật pháp bán tín bán nghi, cho nên chẳng tương ứng với đạo. Chúng ta người tu đạo không nên có tâm lý nửa tin nửa nghi, phải có chánh tín chánh niệm, bằng không thì đối với sự tu hành không thể thành tựu đạo nghiệp. Bồ Tát có trí huệ, Ngài hiểu rõ thị phi, dứt trừ nghi hoặc của chúng sinh, trí huệ này không thể cùng tận. 10. Vì tất cả chúng sinh, hiện tất cả thần lực. Bồ Tát vì giáo hóa tất cả chúng sinh, vì điều phục tất cả chúng sinh, nên hiện ra tất cả thần thông lực để khiến cho tất cả chúng sinh tu hành Phật pháp chẳng gián đoạn, trí huệ này cũng không thể cùng tận. Đây là 10 pháp không thể cùng tận. Đó là huệ tạng thứ 7 của Đại Bồ Tát. Bồ Tát trụ nơi tạng này đang được trí huệ vô tận, khắp khai ngộ tất cả chúng sinh. Đạo lý như vừa nói ở trên, tức là pháp môn huệ tạng thứ 7 của Đại Bồ Tát tu hành. Bồ Tát tu tạng này sẽ đắc được trí huệ bát nhã vô tận, khắp khiến cho tất cả chúng sinh đều được khai ngộ, chứng được Phật đạo.